Hey, xin chào các bạn. Hôm qua thì mình có xem được một bài viết ở trong cái group này và mình thấy có một câu hỏi khá là hay. Tuy nhiên, hôm nay quay trở lại thì mình thấy là bài viết đó đã bị xóa rồi. Thì nội dung của cái câu hỏi trong cái nhóm này hôm qua đó là anh chị có thể giải thích cho em về cái ý nghĩa của function có tham số truyền vào. Thì đây là một câu hỏi khá là hay và mình nghĩ là nó sẽ rất là cần đối với những bạn mới, đặc biệt là những bạn mới bước vào học lập trình. Thì function nó là một cái khái niệm giống nhau ở tất cả các ngôn ngữ thôi. Nó là một cái concept chung. Mục đích của function nó sinh ra để giúp cho chúng ta có thể tái sử dụng lại code. Những chỗ mà có xử lý giống nhau thì chúng ta sẽ sử dụng function để chúng ta định nghĩa nó một lần và sau này chúng ta có thể gọi được ở bất kỳ chỗ nào nếu chúng ta cần. Đó. Và khi mà dùng function thì nó sẽ có hai cái loại function chính, đó là function có tham số truyền vào và function là không có tham số truyền vào. Ý nghĩa của nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn thông qua một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn về nó. Như mình nói đó, function nó giống nhau ở tất cả các ngôn ngữ nên mình sẽ demo function bằng JavaScript để các bạn có thể hiểu được nó. Đầu tiên thì mình sẽ tạo ra một cái thư mục JS và trong đây mình sẽ tạo ra một cái file app.js như thế này. app.js. Sau đó mình sẽ để tạo ra một cái page 1. Page 1.html như thế này. Và mình sẽ tạo ra một cái trang ví dụ như là page 1. Page 1. Đó, được chưa các bạn? Sau đó mình sẽ tạo ra một cái trang là page 2. .html. Đó. Ở trang page 2 này chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái cấu trúc trang như thế này. Sẽ là page 2 như thế này. Ok chưa? Trong thư mục app này mình sẽ định nghĩa ra một cái function. Thì để định nghĩa function trong JavaScript thì cái cú pháp đầy đủ, mình không nói đến cú pháp ngắn gọn ở đây nhé. Mình sẽ nói đến cú pháp đầy đủ bởi vì các ngôn ngữ khác, ví dụ như Java hay PHP nó sẽ sử dụng cái cú pháp đầy đủ này. Đó là function và function name. Ví dụ mình để đây là gender hoặc là display đi cho nó dễ hiểu, display menu. Menu. Đó, mình sẽ định nghĩa như thế này. Giả sử ở trong đây mình sẽ tạo ra một cái biến là content như thế này. Được chưa các bạn? Và mình sẽ thêm vào một cái menu. Giả sử mình sẽ định nghĩa luôn như thế này. Sẽ return. Function thì chúng ta sẽ phải return. Giả sử trong này nó sẽ return về một cái menu đó là UL. UL như thế này. LI như thế này. Đó. Được chưa? Đóng thẻ LI lại. Và chúng ta có ví dụ như là home này. Giả sử như vậy, chúng ta có about, chúng ta có in product, chúng ta có service và cuối cùng chúng ta có contact như thế này. Contact. Đó, như mình nói đó, function nó sinh ra để sử dụng chung, có nghĩa là nó sẽ được sử dụng chung ở những chỗ khác nhau trong hệ thống của chúng ta. Khi mà có những cái xử lý giống nhau thì chúng ta chỉ cần gọi đến function này. Giả sử ở đây chúng ta chạy cái page 1 và page 2 lên, chúng ta chạy nó lên như thế này. Đây, chúng ta chạy page 1 lên như thế này, được chưa các bạn? Sau đó chúng ta chạy cả page 2 lên. Đó, ok chưa? Chúng ta chạy cả hai page này lên. Thì ở page 1 các bạn nhìn thấy này, mình sẽ kéo nó sang đây. Đây, ở page 1 mình giả sử là mình muốn hiển thị cái danh sách menu này thì đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần nhúng cái code của chúng ta vào page 1, đúng không các bạn? Sẽ là script như thế này. Script. Và chúng ta nhúng cái app vào, src bằng js và trỏ đến app. Sau đó ở đây của chúng ta sẽ viết một cái script để chúng ta render script để chúng ta render cái menu lên bằng cách là chúng ta sử dụng câu lệnh document.write. Đó, chúng ta sẽ là display menu, có phải là chúng ta sẽ hiển thị được cái trang 1 lên với cái nội dung menu như thế này, đúng không? Đúng không các bạn? Đó. Và giả sử chúng ta cũng cần hiển thị một cái menu ở page 2 thì chúng ta cũng chỉ cần đưa cái nội dung này vào page 2. Có nghĩa là chúng ta định nghĩa function display menu và một lần và chúng ta có thể sử dụng nó ở mọi nơi. Thì đây chính là cái tính chất của function, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng lại nó
mà không cần phải đi định nghĩa lại nữa. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Thì function display menu này của chúng ta là chúng ta đang sử dụng hàm không có tham số truyền vào. Việc sử dụng cái hàm không có tham số truyền vào này thì khi mà chúng ta sử dụng hàm display menu này ở rất nhiều chỗ khác nhau thì nó sẽ chỉ trả về cho chúng ta một cái kết quả giống nhau như thế này. Các bạn nhìn thấy kết quả ở menu ở page 1 và menu ở page 2 là giống nhau. Vậy bây giờ mình đặt ra một cái bài toán là mình muốn khi mà gọi đến cái hàm display menu cho page 1 thì nó sẽ hiển thị cái menu như thế này. Nhưng mà khi gọi nó ở page 2 thì nó sẽ hiển thị một cái menu khác. Đó, vẫn là hiển thị menu nhưng mà cái danh sách menu của chúng ta nó sẽ thay đổi ở page 1 và page 2. Thì lúc này chúng ta sẽ không thể sử dụng fix cứng cái giá trị return ở trong display menu như thế này được, mà chúng ta sẽ phải trả về cho nó theo cái giá trị truyền vào từ bên ngoài. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ cần một cái tham số truyền vào cho cái hàm display menu. Ví dụ mình để là menu như thế này. Được chưa các bạn? Đó, chúng ta sẽ truyền vào như thế này. Và ở bên trong này chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Giả sử mình sẽ tạo ra một cái content như thế này. Content. Và mình sẽ gán nó bằng rộng như thế này. À, gán nó bằng li như thế này. Được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý nối chuỗi content cộng bằng cái li này. Đó, cuối cùng chúng ta sẽ return content. Đó, như thế này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là trong đây chúng ta sẽ không trả về một cái giá trị cố định như ban đầu nữa, mà chúng ta sẽ thay đổi cái hàm này. Đó là gì? Chúng ta sẽ duyệt cái mảng menu này. Chỗ này chúng ta sẽ làm menu.forX như thế này. Thì mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được cái menu và chúng ta sẽ lại gán giá trị vào trong cái content bằng cách là chúng ta sẽ cộng bằng với cái chuỗi này, li này. Đó, và chúng ta đưa cái item vào đây. Được chưa các bạn? Và đóng li lại. Đó, thì lúc này các bạn nhìn thấy là cái dữ liệu mà chúng ta trả về của cái function này nó sẽ không giống nhau nữa. Nó sẽ không giống cố định như ban đầu nữa, mà nó là một cái đã được xử lý như thế này. Mình để như này để các bạn nhìn cho nó rõ. Đó, ok chưa? Vậy thì lúc này chúng ta muốn in ra danh sách menu ở page 1 thì chúng ta sẽ gọi display và chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là menu, hoặc là một cái gọi là data như thế này. Menu list như thế này. Đó, được chưa? Và mình sẽ truyền vào đây ví dụ các giá trị như là homepage, như là home như thế này. Đó, như là about, như là chúng ta có product. Đó, chúng ta có service. Và chúng ta có gì nữa? Contact. Đây, contact. Đó, thì giả sử đây là cái phần cho menu ở page 1 và chúng ta chỉ cần chuyển vào như thế này. Lúc này chúng ta chạy page 1 lên, chúng ta vẫn được cái kết quả mong muốn như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta quay trở lại page 2. Chúng ta vẫn muốn in ra danh sách menu nhưng nó không phải là danh sách giống page 1. Giả sử ở đây chúng ta là danh sách danh mục sản phẩm đi, như là laptop này. Đó, như là iPhone này, như là desktop này. Đó, printer này. Đó, như là mobile này. Giả sử như vậy chúng ta in ra một cái danh sách danh mục nó khác đi. Được chưa các bạn? Hay là screen này. Đó, hoặc là monitoring này. Monitoring nó liên quan đến monitor, nó liên quan đến cái màn hình. Thì lúc này chúng ta cũng đưa cái menu list vào đây. Chúng ta chạy nó lên. Các bạn ngay lập tức sẽ nhìn thấy đó. Mặc dù là chúng ta cùng sử dụng cái hàm display menu nhưng chúng ta vẫn được cái kết quả theo cái mong muốn của chúng ta, đó là gì? Chúng ta hiển thị ra danh sách menu theo từng cái màn hình mà chúng ta cần, chứ nó không cố định như vậy nữa. Vậy từ đây các bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng hàm có tham số truyền vào chưa? Khi chúng ta cùng sử dụng chung một cái function nhưng chúng ta mong muốn là kết quả mỗi lần trả về của cái function đó sẽ là khác nhau ở mỗi chỗ mà chúng ta dùng, nó sẽ phụ thuộc vào cái data chúng ta truyền vào, thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng hàm có tham số truyền vào như thế này nhé các bạn nhé. Trong thực tế thì chúng ta còn nhiều cái case khác nữa, thì đây là một cái demo nho nhỏ để giúp các bạn hiểu về cái ý nghĩa
của cái hàng và tham số truyền vào, và cụ thể ở đây là trong JavaScript. Các bạn có thể thực hành nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.